cho mọi người. Mọi người biết cái này là cái gì không? Dép bây giờ rồi hồn. À, cái này thì bằng cái xâm đất ha. Cái này là được chị Khánh với anh Sơn cho. Mà cái này cũng có cái câu chuyện vui lắm. Thì lúc mấy năm rồi là mình bị đau tay á, mình bị thấp khớp á. Xong cái anh Sơn anh thấy nghỉ, anh nói thôi mày cái này mày ăn nữa coi nó có hết không. Nghe nói cái này cũng làm thuốc nè. Cái nói thôi bữa nào anh có anh cho em. Cũng mấy năm rồi. Nói không mà cái quên hoài à. Cái năm trước vừa mới cái đầu mùa ra, năm vừa rồi đó vừa mới cái đầu mùa ra, cái mình nói anh Sơn ơi có không anh đem đi, anh có xuống chùa anh đem cho em em trồng thử coi làm sao. Cái bữa ảnh đầu mùa khoảng chừng tháng 4, tháng 5 gì đó, anh xuống anh đưa cho mình, mà lúc nó nhỏ xíu bằng cái ngón tay út vậy nè đó. Cái mình về mình cũng trồng đại, cái trồng đại cái nó lên cũng đẹp lắm. Mới đầu mình tưởng như đó là ăn được rồi. Cái mình mới có vừa mới có thác sảnh à, có message ảnh à. Tại vì cái này là bằng đầu tiên mình trồng luôn, mình cũng không có biết nó ăn như thế nào nữa. Cái mình hỏi ảnh, mới có text message ảnh anh Sơn ơi cái này ăn sao, mình cắt lá mình ăn hàng sao. Cái anh nói rồi cắt lá ăn đi đó. Cái mình mới hỏi xong mình về, mình đi làm về chửi lũi à. Cái anh hàng xóm mình anh cắt cỏ đó, anh đâu có biết, anh thấy anh tưởng nó cỏ, anh cắt chà nó nhỏ chửi lũi muốn khóc luôn nhở. Tiếc cái công người ta đem cho mình nữa phải không. À, rồi. Mà mình chưa có thử nó ra làm sao nữa đó. Thôi cũng đã vậy, hên là nó không có, nó chỉ đứt cái ấy thôi chứ nó còn cái gì rễ. Bữa nay nó lên còn cao hơn là bữa anh hàng xóm anh cắt nữa đó. Bữa nay nó tươi như vậy nè đó. Bây giờ Vi sẽ cắt vô. Vi nghe nói là ăn tốt lắm, ăn mát lắm nha, ngon lắm, nó giống như mùng tơi vậy. Mà đây cũng là lần đầu tiên Vi ăn, để Vi thử nghiệm nha. Bông nó có cái bông màu tím tím dễ thương dễ sợ luôn, nhỏ 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 vậy nè. Rồi mình hấp miếng cá lên rồi nè. Không lẽ ăn canh không thì phải có một miếng này miếng kia chứ gì. Đó. Mình hấp miếng cá lên nè, rồi mình bỏ một miếng nước tương lên nè. Đó. Rồi là bỏ một miếng hành gừng lên nè đó. Hành gừng lên nè. Đó. Mình hấp kiểu Chinese steam fish. Rồi đây chén dầu nè, quý vị coi trên nóng nha. À, hấp dẫn không, hấp dẫn không. Là Chinese steam fish xong rồi nè. Rồi đây một mâm cơm đó, canh xâm đất nè, cá hấp nè. À, rồi thêm bắp nè. À, cái món đầu tiên nha, năm trái lận á. Đây là món thứ nhất nha. À, là bắp luộc là dễ nhất. À, mình ăn lên mình phải có tráng miệng. Đây đó. Bây giờ Vi sẽ thử cái canh xâm đất này nha. À, canh xâm đất nấu với thịt nè. Nhìn ngon ha quý vị. Đó. À, canh xâm đất nè. Rất là ngon, y hệt mùng tơi, không có khác chút nào hết trơn á. Ăn không, nếu mà nấu chung với mùng tơi chắc không biết là xâm đất đâu. Rất là ngon luôn á, y hệt mùng tơi luôn. Rất là dễ ăn, rất là ngon, y hệt cái mùi mùng tơi. Rồi đây một miếng cá coach hấp nè, hấp kiểu tàu nè, steam fish. Hey, oops. Steam fish. Hết thảy một cái kết hợp thiệt là tuyệt vời. Ok, xong rồi có cái bắp của mình nè. Cái bắp bữa mình mua 5 trái để mình ăn thử coi nó có ngọt không nha. Rất là ngọt luôn. Cái này bữa mình mua chỉ có 5 trái thôi đó.
Ok, Vi sẽ tiếp tục ăn đây. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Happy Friday everyone. Bye bye.